Xin kính chào quý khán giả xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Chuyện đương thời ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, có bỏ thi đại học hay không, có chấm điểm cho học sinh lớp 1 hay không, có thay đổi sách giáo khoa hay không? Tất cả những câu hỏi đó trong những thời gian vừa qua vẫn đang cho thấy là ngành giáo dục của chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp để có thể thay đổi để ngành giáo dục trở nên hiệu quả nhất trong thời gian tới. Và ngày hôm nay, câu chuyện chúng ta sẽ bàn về vấn đề đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu. Trước hết, chúng tôi xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây của chương trình Chuyện đương thời. Được trích từ băng ghi âm vụ thầy giáo gạ tình nữ sinh tại trường cao đẳng và phát thanh truyền hình 1 Hà Nam năm 2006. Sau nhiều lần bị thầy giáo D o ép, đánh trượt 4 môn, A đã đến nhà thầy D và cái giá để đổi được điểm 8 điểm rưỡi mà thầy đưa ra là phải qua đêm với thầy. Sau khi A ghi âm và tố cáo hành động gạ gẫm này, thầy D đã phải thừa nhận và nhận hình thức kỷ luật là cho thôi việc. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải băn khoăn là 8 điểm rưỡi quan trọng đến mức thầy D có thể ra điều kiện bằng việc đuổi tình. Bạn đấy là áp lực từ gia đình, bạn bè này, bởi vì là có thể là bạn ấy nói điều đấy ra cũng không ít người hiểu. Bản thân thầy giáo mà lại có thể đề cập một cái vấn đề như thế thì là không thể chấp nhận được trong cái vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi mà bạn sinh viên chấp nhận đồng nghĩa với việc là bạn ấy không có bản lĩnh đối với chính bản thân cái tố chất rồi thì giá trị của mình. Vấn đề này cũng đã có khá lâu rồi. Theo mình thì đây là cái hệ lụy từ vấn đề quan trọng quá nhiều về điểm số. Từ áp lực điểm số được nhắc đến như một nguyên nhân của tình trạng trên. Và để được điểm cao, chúng ta phải đánh đổi những gì? Mình nghĩ là áp lực trong điểm trong thi cử ấy thì nó sẽ tạo rất nhiều hệ quả. Quan trọng nhất là việc mình học vẹt và mình thậm chí là mình còn không biết được gì mà mình cố gắng khoe cóp hoặc là mua điểm. Thế mình đã thấy những ví dụ như kiểu những cái bạn mà có thể là có nguy cơ đuổi học nếu mà điểm quá thấp. Thì nghĩa là phải đẩy vào những cái tình thế mà các bạn ấy cần cái điểm đấy thì các bạn ấy sẽ phải dẫn đến việc đi mua điểm. Nếu như mà học một cái thầy cô mà thầy cô đấy chấp nhận việc mua điểm thì cái lớp đấy toàn bộ sẽ mua. Cả cái lớp ấy phải bỏ tiền chung ra để cả lớp ấy được điểm chứ không phải là một bạn cá nhân nào hết. Nghĩa là nếu như bạn nào mà không bỏ tiền chung vào thì bạn ấy tự nhiên sẽ thấp hơn điểm của cả lớp. Thì cái trường hợp đấy tớ cũng đã thấy gặp rồi và lúc đấy thì để cho các bạn học sinh không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc đó cả. Chương trình giáo dục khá là nặng, vì thế nên là một khi mà không biết sắp xếp thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ không dành được thời gian cho cái những cái hoạt động ngoại khóa và có thể là sẽ đánh mất tuổi thơ. Các bạn tôi thì cũng có những người mà học rất là giỏi, 3,9 trên 4 nhưng mà ngày nào cũng chỉ học thôi, một ngày tập 6-7 tiếng. Bạn không làm gì cả, bạn chỉ ở nhà học thôi và tôi biết là bạn ấy rất là buồn. Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay với đề tài đổi mới giáo dục. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Vâng, và ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời đã tới tham dự với chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục. Trong phóng sự mở đầu, câu hỏi đặt ra là vì sao cái điểm 8,5 lại có cái giá trị đến như thế để có thể mang ra để đổi trác? Xin mời Thứ trưởng, ông có thể bình luận gì về câu chuyện này không ạ? Theo tôi thì không phải lỗi tại điểm, mà lỗi tại phẩm chất của người thầy và lỗi tại cái chất lượng học tập của người trò không đạt yêu cầu. Người ta có thể đánh giá bằng hình thức khác, không phải bằng hình thức cho điểm. Nhưng mà khi mình nặng về cho điểm thì nó sẽ ảnh hưởng đến những việc mình đánh giá cái chất lượng giáo dục như thế nào, nó có phản ánh đúng hay không. Và xin hỏi anh Giản Tư Trung là vừa rồi thì là xem câu chuyện vừa rồi thì ngoài thầy và trò ra thì anh còn thấy cái điều gì tạo ra tầm quan trọng giá trị của điểm số? Tôi thấy rằng là ở đây cả cái người thầy và cả cái người trò ở trong cái clip này đã thể hiện rõ một điều rằng là cái người thầy thì cũng không biết là dạy để làm cái gì và người trò thì cũng không biết học để làm gì. Học để lấy điểm mà rồi lấy điểm rồi để làm gì, để lấy bằng và lấy bằng để làm gì? Để xin việc làm. Hay là nếu mà đi xin việc làm với một cái cách lấy điểm như vậy thì chắc là cũng rất khó để có thể thành công thực sự trong công việc bằng cái năng lực của mình. Đúng là trong câu chuyện vừa rồi thì cô học trò này đã không đồng ý và đã ghi âm lại. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng có bao nhiêu những cái sự đồng ý thầm lặng để đổi lấy điểm mà chúng ta còn không biết, đúng không ạ? Ở đây trong trường quay của chúng ta có rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên và các thầy
cô giáo. Thì xin mời các bạn hãy mạnh dạn phát biểu những ý kiến của mình. Xin mời bạn. Chào thưa hai bác ạ. Cái vấn đề mà cháu thấy ở đây thì cháu gạt qua cái gọi là một người thầy không xứng đáng là người thầy. Và thì cháu nhìn ra cái lớn hơn đấy là cả cái hệ thống giáo dục ạ. Bởi vì cái câu chuyện áp lực về điểm ấy thì không phải là do người thầy hay là do người trò thấy, do người trò làm ra, mà chính là cái quan điểm giáo dục của toàn bộ hệ thống nó đặt như thế. Cứ như thế này thì sinh viên học ra thì có cái bằng rất đẹp và bệnh thành tích thì rất cao nhưng mà không làm được gì đâu. Bạn có ý kiến gì nữa không? À, xin mời bạn. Nhìn vào thực trạng giáo dục Việt Nam bây giờ thì cháu thấy đó là có rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là chúng ta đào tạo ra thầy nhưng mà thầy lại không bằng thợ. Thứ hai đó là về giáo dục thì chúng ta đang kiểu như là nhồi nhét quá nhiều và không truyền được cảm hứng cho học sinh học. Do đó thì cũng có nhiều bạn cháu thấy đó là học đại học lại bỏ dở giữa chừng và sau đó người ta đi ra ngoài, người ta trải nghiệm xã hội và quay ngược lại thì có rất nhiều người thành công. Những ý kiến rất là thú vị. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến cho chương trình của chúng ta. Và đây là những cái con số mà làm cho tất cả xã hội chúng ta phải lo lắng. Theo báo cáo thường niên Ngân hàng Thế giới năm 2012, điều tra 18 nước về giáo dục và nguồn nhân lực ở châu Á thì có 18 nước thì Việt Nam chúng ta đứng thứ 15 ạ. Và trên được Lào, Myanmar và Campuchia. Tiếp theo một con số khác là so sánh năng suất lao động của một số quốc gia thì Việt Nam của chúng ta cũng có một cái con số vô cùng khiêm tốn là 810 đô la Mỹ. Các nước như Ấn Độ là gấp 1,5 lần, Indonesia 2,2 lần, Philippines 2,9, Thái Lan 4,4, Malaysia 11,3 và Hàn Quốc là 27,6 lần. Đây là con số của Ngân hàng Thế giới và Viện Chiến lược Phát triển của cấp chúng ta. Và những con số này thì rõ ràng đang đặt ra những cái vấn đề rất là báo động đối với nguồn nhân lực, đối với giáo dục của chúng ta. Và bây giờ thì thưa Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, vậy thì chúng ta, Bộ Giáo dục của chúng ta thì sẽ có cái điểm khởi đầu là từ đâu để có thể làm cải tiến tình hình ạ? Nếu mà nói bắt đầu từ đâu thì bắt đầu bằng cái chỗ phát huy những cái điểm tốt đã có, chấn chỉnh những cái điều chưa tốt. Và những cái điều mới mà mình chưa tiếp cận được thì phải tiếp cận được những cái vấn đề mới. Nếu nói bắt đầu từ đâu thì nó là như vậy. Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Và giáo dục thì đào tạo ra những con người phát triển toàn diện, đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời phát huy được cao nhất tiềm năng của mỗi người. Dưới góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi cho rằng là có rất nhiều cái mình cần phải thay đổi, cần phải đổi mới. Nhưng mà có lẽ cái điểm khởi đầu nhất cho tất cả mọi thứ đó chính là để đổi mới về cái thay, làm rõ cái mục đích của giáo dục là gì. Là làm rõ cái triết lý giáo dục là gì. Tại vì giống như các cụ ngày xưa thường nói là tư tưởng không thông thì mang bình tông cũng nặng. Tức là nếu như mình không làm rõ được cái tư tưởng giáo dục mới là gì, không làm rõ được cái triết lý giáo dục mới là gì, mục đích giáo dục mới là gì thì chắc chắn là những cái khác sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Vâng, thưa đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, trong cái bản đề án mà đồng chí là người chủ trì soạn thảo đúng không ạ? Thì bản đề án có tên là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì có nói rằng là đổi mới kiểm tra thi và đánh giá là khâu đột phá. Và quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta đã bắt đầu câu chuyện chính là từ cách điểm số ảnh hưởng tới cái việc chúng ta đánh giá như thế nào. Và cái điểm số này thì nó cũng liên quan trực tiếp tới mục đích học để làm gì. Anh Giản Tứ Trung có thể chia sẻ một câu chuyện mà anh có quan sát thấy là đôi khi chính các gia đình lại coi điểm số mới là mục đích, mục tiêu của giáo dục chứ không phải là cái gì khác không ạ? Ví dụ như trong tôi quan sát trong xóm thì tôi thấy rằng đó có một cô bé đi học về thì cô giáo mới dạy họa mới ra một cái bài là em hãy vẽ cho cô một bức tranh gia đình ngày Tết. Thì sau khi mà cô bé vẽ vài hoài thì vẽ không được. Có một người mất nước ở trong xóm, có một cái cậu sinh viên mỹ thuật thì đến nhờ chú vẽ giùm cho cháu một cái. Thì bữa sau cô bé nộp cho cô giáo chấm thì cô giáo chấm là 10 điểm. Thì cô bé rất là vui. Bởi vì mục tiêu học môn họa của cô bé là gì? Để là lấy điểm 10. Còn thứ hai nữa là hỏi bố mẹ có vui không? Thì bố mẹ rất là vui. Vì tại sao vui? Bởi vì con mình học giỏi. Tại sao học giỏi? Bởi vì con mình được điểm 10. Còn cô giáo dạy họa thì có vui không? Câu trả lời là cũng rất là vui. Thì nhà trường có vui không? Thì có thể nhà trường cũng vui. Bởi vì nhờ đó mà cái thành tích nhà trường được nâng cao. Tức là chỉ có một điểm 10 rất là nhỏ thôi. Mà nó tạo ra niềm vui cũng không biết cho bao nhiêu người.
bao nhiêu cái sung sướng. Vậy thì đằng sau một điểm 10 là một trời sung sướng. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là đằng sau một trời sung sướng đó là cái gì? Đó là giết chết một con người. Tức là điểm 10 này thứ nhất là không đã tước đi của các em một cái thứ mà rất quan trọng để làm người, đó là cái năng lực mỹ cảm, lục hình hình thành con người. Và điều quan trọng hơn lại đưa vào người các em một thứ mà cuộc đời các em rất là không cần. Đó là sự giả dối. Và ngay từ bé mà đã giả dối một cách rất là hồn nhiên, một cách rất là hiển nhiên như thế thì lớn lên sẽ như thế nào? Nhưng có điều là cha mẹ, có một số cha mẹ vẫn có thể làm như thế, bởi vì người ta không biết rằng điều đó là làm hại con mình. Cho nên là điều này cái mục đích của giáo dục không phải chỉ được thấm nhuần đối với lại các thầy cô, đối với nhà trường, đối với ngành giáo dục, mà thậm chí đối với cả các gia đình. Không biết là quý vị thì có thấy rằng cái câu của anh Giảng Tư Trung nói rằng là nếu chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ giết chết một con người hay không? Chắc là chúng ta sẽ được hiểu rằng là sẽ từ từ giết chết những nhân cách và sự phát triển của một con người, đúng không ạ? Xin cảm ơn anh Giảng Tư Trung. Còn bây giờ là một điều tra của chúng tôi qua mạng internet, xem là các bạn học sinh, các bạn sinh viên thì đang nhận thức là mình đang học để làm gì, có phải để lấy điểm không? Và nếu để lấy điểm thì họ ứng xử như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi. Chương trình Chuyện Đương Thời đã thực hiện một cuộc khảo sát với 130 người về quan điểm của họ với vấn đề điểm số trong giáo dục. Kết quả là 60% luôn luôn phải chịu áp lực học, phải đạt được điểm cao khi ngồi trên ghế nhà trường. 84% thú nhận gia đình chính là những người gây ra áp lực nhiều nhất đối với họ. 58% cho rằng hậu quả lớn nhất của việc chạy theo điểm số là làm biến tướng giá trị thật của việc học. 25% khẳng định điểm số học tập với họ không hề quan trọng. 75% nghĩ rằng điểm số chỉ đánh giá được một phần rất nhỏ năng lực của người học. 40% đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ việc xếp loại học sinh cuối kỳ để thay đổi tình trạng coi trọng điểm số. Vâng, chúng ta theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền hình Việt Nam với chủ đề đổi mới giáo dục và đào tạo. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Trong những cái con số vừa rồi thì có cái gì, thông tin gì mà Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển thấy là cái điều, một cái mới đối với cả Thứ trưởng không ạ? Tôi xin nói lại rằng vì mình chỉ coi trọng vào điểm số, cho nên điểm số nó hỗ trợ cho người ta có những cái hiểu sai, hỗ trợ cho người ta có những cái nhìn nhận không đúng. Lâu nay chúng ta vô tình dùng điểm số để so sánh học sinh này với học sinh khác. Gia đình cũng muốn rằng con mình phấn đấu tốt nhất trong lớp, nghĩa là hơn các bạn khác. Nhà trường cũng muốn rằng trường mình có điểm số cao hơn các cái trường khác, nghĩa là muốn mình tốt hơn điều khác, mà chỉ thông qua điểm số đánh giá thôi, điều đó không đúng. Chúng tôi xin hỏi Thứ trưởng cụ thể hơn một tí nữa là đồng chí có nói một ý rất là hay là chúng mình đã vô tình dùng điểm số, thì chúng mình đấy là ai ạ? Mình đây tôi nói là cả cái hệ thống giáo dục của mình hiện nay đang rất coi trọng điểm số, đang nâng nó lên, thành ra học tập cuối cùng là được phản ánh tất cả vào con số đó. Nhưng con số nó thực ra nó không phản ánh được hết tất cả cái năng lực của người học. Và đồng chí có dùng một từ nữa là vô tình, thì vì sao lại là vô tình ạ? Trong giáo dục thì nước nào cũng dùng điểm số cả. Nhưng mà mình không nhận thức được hết cái ý nghĩa và cái hạn chế của con số. Không nhận thức được hết những cái vai trò của việc đánh giá khác, của những hình thức đánh giá khác, ý nghĩa của cái việc nhận xét, nhận định rồi giúp đỡ học sinh như thế nào, ý nghĩa của những lời phê, ý nghĩa của những lời gợi ý, động viên trong cái đánh giá học sinh như thế nào. Mình bỏ đi những cái yếu tố rất tích cực đó, mình chỉ chăm chăm vào cho điểm số thôi. Cái đó là cái hạn chế trong cái nhận thức của đội ngũ giáo viên, và có phần trong công tác quản lý của mình làm cái việc đó. Và xã hội thì lại cũng nhiều người chạy theo cái đó. Thành ra là chúng ta hiện nay đang bị lạc hậu về cái phương pháp kiểm tra và đánh giá, và hiểu nó không đầy đủ ý nghĩa của kiểm tra đánh giá, hiểu không đầy đủ ý nghĩa và không hiểu đầy đủ về cái nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá. Cho nên bây giờ đổi mới là vừa phải thay đổi về mặt nhận thức, vừa phải bổ sung về mặt nội dung, về cách làm, và phải hướng dẫn người giáo viên biết làm cái việc đó. Và phải kết hợp được, không phải chỉ có giáo viên đánh giá mà học sinh cũng phải biết tự đánh giá. Học sinh phải biết đánh giá lẫn nhau. Đánh giá chính là quá trình tương tác để giúp cho cái việc học tập tốt hơn, cũng giúp cho cái việc dạy học tốt hơn. Khán giả xem chương trình cũng đang rất muốn đặt câu hỏi với đồng chí Thứ trưởng là vì sao cái sự vô tình đấy thì chúng ta để nó lâu đến thế ạ? Cái này thì tôi không trả lời được. Theo đồng chí chắc thì cái sự vô tình ấy diễn ra khoảng bao nhiêu lâu rồi ạ? Trước đây tôi đi học cách đây 40 năm được đánh giá thế nào thì bây giờ học sinh của tôi vẫn được đánh giá như thế.
cơ bản là như thế, không có đủ. Trước mặt các bạn là những phòng gạch, bài tập của chúng ta như sau. Đây mà gọi là bức tường hả? Trông nó mong manh, trông nó có vẻ như là chênh vênh đúng không ạ? Tôi đề nghị bạn thổi thử đi xem nó có đổ. Vâng, và tôi cũng muốn hỏi thêm một câu nữa. Chắc là khán giả xem chương trình cũng đang rất muốn đặt câu hỏi với đồng chí Thứ trưởng là vì sao cái sự vô tình đấy thì chúng ta để nó lâu đến thế ạ? Cái này thì tôi không trả lời được. Theo đồng chí chắc thì cái sự vô tình diễn ra khoảng bao nhiêu lâu rồi ạ? Vô tình diễn ra lâu lắm rồi. Trước đây tôi đi học cách đây 40 năm được đánh giá thế nào thì bây giờ học sinh của tôi vẫn được đánh giá như thế. Cơ bản là như thế, không có đổi mới. Không biết thì quý khán giả có chia sẻ ý kiến với đồng chí Thứ trưởng hay không. Và đây là một diễn đàn mở, quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ ý kiến của quý vị tới trang fanpage của chương trình Chuyện Đương Thời với đề tài đổi mới giáo dục ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ quay trở lại cái ý là mục tiêu của việc học là gì, mục tiêu của việc dạy là gì, và làm sao để có thể gắn được những cái chỉ số, những cái thước đo một cách rõ ràng với những cái mục tiêu đấy để biết chúng ta có đạt được mục tiêu hay không. Chúng ta hãy cùng khám phá điều này với một trải nghiệm sau đây của chương trình Chuyện Đương Thời, và quý vị các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng có một trải nghiệm vui như sau. Trước mặt các bạn là những chồng gạch. Rồi, thế thì bây giờ bài tập của chúng ta như sau. Mỗi một bạn hãy có một nghĩ ra một cách riêng của mình để xây dựng một bức tường bằng gạch mà bạn cho là một bức tường tốt nhất. Nào, thời gian của các bạn chỉ có 1 phút. Thời gian bắt đầu. Cho cả ba bạn nào. Và bây giờ tôi sẽ mời một chủ thầu khó tính đến đây để nghiệm thu các bức tường này. Và tôi sẽ trong vai chủ thầu này. Trước hết là về bức tường này, các bạn thấy bức tường này thế nào ạ? Cao quá đúng không? Quá mong manh. Bạn thử thổi xem nó có đổ không? 2, 3. Bây giờ đây là bức tường thứ hai. Bức tường này của bạn tôi không hiểu để làm gì, chẳng che được cái gì cả. Cái này giống như là cầu thang để đi chơi, chả giống bức tường. Họ xây dựng thì họ hay xây như vậy. Bởi vì có nghĩ là ít gạch quá nên em không xây được nó rộng hơn. Bây giờ sẽ đi kiểm tra bức tường cuối cùng. Đây mà gọi là bức tường ấy hả? Trông nó mong manh, trông nó có vẻ như là chênh vênh đúng không ạ? Bây giờ tôi đề nghị bạn thổi thử đi xem nó có đổ. Chắc chắn đổ ạ. Wow. Bức tường gì mà chỉ một hơi thở đã đổ rồi là sao? Bạn có ý kiến gì? Dạ vâng. Bức tường của em dựa trên tiêu chí là cao thì là trộm mới không vào được ạ. Và thế là khi mà tôi đã nói là hãy xây bức tường tốt nhất thì bạn đã nghĩ là bức tường tốt nhất là bức tường? Là bức tường cao. Rồi, còn bạn nghĩ là bức tường? Rộng. Rộng. Dạ vâng. Rồi. Và bức tường của bạn tiêu chí là? Bức tường là để che chắn nên là nó cần có diện tích đảm bảo đủ để che chắn. Còn hai bạn nghĩ là thế nào là bức tường tốt nhất mà tôi sẽ lựa chọn? Nói chung là bọn em cũng đều có cái suy nghĩ là tức là làm cho cái bức tường mình chắc chắn. Nhưng mà chị thì luôn mong muốn cái bức tường của chị thì nó rồi. hơi khó. Và cái gì tạo ra cái sự khó này nhỉ? Cái gì đã tạo ra, ví dụ em mong một thứ, chị mong một thứ, xong đến lúc em xây lên thì không phải là cái mà được nghiệm thu. Cái điều gì đã, cái gì đã tạo ra cái sự khác nhau này nhỉ? Em xin mời. Theo em, sự khác nhau là đến từ sự khác nhau về lợi ích của hai bên ạ. Để hài lòng chị và hài lòng bên em thì em sẽ hỏi chị đầu tiên là chị muốn xây dựng một bức tường như thế nào thì gọi là tốt. Và khi đó là sẽ cả hai sẽ cùng nhau thống nhất bàn bạc để xây dựng một bức tường tốt nhất. Rồi, như vậy vấn đề là các bạn đã chưa có được một câu trả lời rõ ràng là thế nào là một bức tường tốt.
Rồi, vấn đề chính là ở chỗ chúng ta đang nhìn thấy là tôi không làm các bạn hiểu rõ được thế nào bức tướng, và mỗi người nghĩ bức tướng tốt theo kiểu của mình. Vậy tôi xin hỏi các bạn, khi đi học thì các bạn muốn học như thế nào nhỉ? Thì em muốn học giỏi. Rồi, thì thế nào là học giỏi? À, học giỏi thì rõ, chắc chắn là bạn có điểm phẩy cao nhất rồi ạ. Và quay trở lại em nữa, thế lớp em hồi đấy thì ai được coi là học giỏi? Học giỏi là những bạn được điểm cao và thường là tiếp xúc với giáo viên. Tiếp xúc giáo viên là làm gì? Dạ, tiếp xúc với giáo viên là giả sử như trong các công tác giáo viên triển khai xuống mà nhờ họ, ví dụ lớp trưởng, lớp phó là để triển khai xuống. Dạ. Thế còn theo em thì thế nào là học giỏi? Dạ, học giỏi nói chung là nó có nhiều mặt, ví dụ như về mặt điểm số là họ cũng phải tức là siêng năng để làm sao tức là đạt được cái điểm thực tế của họ, họ làm bài tập. Và thứ hai nữa là trong cái công tác ví dụ như của lớp rồi, là họ sôi nổi, nhiệt tình, giúp đỡ người khác và luôn được mọi người yêu mến. Cũng là người học giỏi. Dạ vâng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia vào trong trải nghiệm rất là thú vị. Và sắp tới đây các vị khách quý của chúng ta sẽ cùng phân tích vấn đề này với chúng ta. Còn bây giờ là những món quà dành cho sự tham gia tích cực nhiệt tình của ba khán giả. Cảm ơn sự tham gia của em. Cảm ơn sự tham gia của em. Xin mời các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam với đề tài đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ đâu. Và khi mà xem cái trải nghiệm vừa rồi theo đồng chí thứ trưởng thì là trong cái cách hiểu của các bạn học sinh sinh viên về mục tiêu giáo dục thì đã rõ ràng hay chưa? Đầu tiên làm việc gì thì mình phải nghĩ đến cái mục đích của công việc đó. Bây giờ bức tường này để làm gì thì các bạn chưa nghĩ đến. Bức tường làm gì rồi thì nghĩ đến bước tiếp theo là cái chuẩn của nó là thế nào. Như vậy là phải có mục đích, rồi có tiêu chí, tiêu chuẩn. Thì khi xây dựng chương trình giáo dục là cũng phải có cái việc xác định được mục đích, mục tiêu, rồi xác định được cái chuẩn đầu ra. Và nếu không có cái chuẩn đó thì không đánh giá được. Yeah. Và nếu cái chuẩn mà nó phiến diện thì đánh giá nó cũng không đầy đủ. Yeah. Tôi nói trong giáo dục thì cũng có nhiều người như vậy. Nhiều người xác định cái mục tiêu nó không đúng, hoặc là xác định cái mục tiêu nó không rõ. Thành ra là làm nó mất phương hướng. Thế và khi mà mục tiêu xác định nó không đầy đủ, thậm chí là mục tiêu này bị trá hình đi bằng điểm số, tiêu chuẩn bị trá hình bằng điểm số, thì lúc bấy giờ mình dựa vào điểm số thì lại càng tai hại. Anh Trung có ý kiến gì ạ? Hồi nãy tôi có nói rằng là đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu á, thì tôi có chia sẻ là bắt đầu từ cái việc làm rõ cái mục đích của giáo dục. Hay nói một cách nôm na hơn á, thì mình không thể đổi mới giáo dục nếu như không bắt đầu từ cái việc là làm rõ cái thứ giáo dục mới đó là cái gì. Vì nếu mình không làm rõ cái thứ giáo dục mới đó là gì thì có đổi mãi cũng không thể mới được. Vậy thì cái thứ giáo dục mới đó nó như thế nào và nó khác gì với thứ giáo dục hiện nay thì mình cần phải làm rõ, mà không phải ở trong ngành giáo dục mà thậm chí ở cái góc độ toàn xã hội. Nếu mà cho tôi góp ý thì tôi chỉ góp ý một chữ thôi. Đó là đào tạo cho nhu cầu xã hội chứ không phải theo. Giáo dục phải đi trước. Tức là giáo dục phải nhìn thấy trong 30 năm, 50 năm nữa cái xã hội này cần những con người như thế nào. Và mình phải tạo ra những con người như thế đó để định hình cái xã hội này. Và thứ hai nữa là trong cái làm rõ cái giáo dục mới á, thì hiện nay có rất nhiều cái quan điểm về triết lý giáo dục trên thế giới, nhưng mà tự chung lại chỉ có hai nhóm triết lý thôi. Cái nhóm thứ nhất là giáo dục là muốn hình thành, đào tạo nên con người, là khai minh, hay muốn tạo ra những con người hay công cụ. Thì đấy là cái chính nhất. Ví dụ như là có nhiều người nói rằng là họ cũng hay có một cái phê phán rằng là giáo dục là người ta không nên xem giáo dục là một công cụ. Thì tôi cho rằng là dưới góc độ của cá nhân á, thì tôi nghĩ rằng là mình xem giáo dục là một công cụ thì cũng không sai. Nếu vấn đề ở chỗ là giáo dục là một công cụ để tạo ra con người khai minh hay là công cụ để tạo ra con người công cụ. Và từ cái góc độ chung đó, mình đi theo cái hướng triết lý giáo dục nào thì mới đi đến trả lời ba câu hỏi cho cái thứ giáo dục mới. Tại mục đích của giáo dục là tạo ra con người thì phải trả lời câu hỏi đầu tiên là thế nào là con người. Câu hỏi thứ hai của triết lý giáo dục là vậy thì rốt cuộc là cái nền giáo dục của chúng ta mong muốn tạo ra những con người như thế nào. Và câu hỏi thứ ba của triết lý giáo dục đó là làm thế nào để tạo ra những con người như thế. Vậy thì để thiết kế ra những cái sản phẩm mà là những con người thì là trong cái đề án mới của chúng ta ấy, thì là cái sản phẩm con người của chúng ta là như thế nào ạ? Xin đồng chí thứ trưởng có thể chia sẻ được không ạ? Chúng ta vẫn nói từ trước á, về con người, chúng ta cần con người phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Và nếu nền giáo dục chỉ đáp ứng được tất cả những người giống nhau về đức, trí, thể, mỹ
thì chưa đạt yêu cầu. Vâng. Nền giáo dục còn phải phát đảm bảo phát huy được cái năng lực riêng của từng người. Mọi người không giống nhau, có năng lực khác nhau, có nhu cầu hứng thú khác nhau, mình phải phát huy được riêng của từng người nữa. Thì cái ý thứ hai này là trong cái việc đổi mới giáo dục sắp tới mình phải nhấn mạnh hơn. À, thưa đồng chí thứ trưởng, liệu cái cách chúng ta đang nói rằng là sản phẩm của giáo dục là những con người toàn diện thì nó cũng sẽ mỗi người hiểu là con người toàn diện được kiểu liệu có thể có cái mục tiêu nó cụ thể hơn nữa được không? Vâng, đúng là chúng ta đã hiểu cái mục tiêu giáo dục toàn diện chưa đủ. Mục đích của giáo dục là tạo ra con người khai minh. Nhưng mà thế nào là khai minh? Vì tôi thấy khai minh nghe cũng mông lung, cái gì là toàn diện? À, thưa đồng chí thứ trưởng cũng có ý kiến rằng là mục tiêu ấy thì là nó phải gọi là cụ thể. Ví dụ như ban nãy tôi nói là xây bức tường tốt, đâm ra các em mỗi người hiểu một kiểu về bức tường tốt. Ví dụ bức tường tốt có thể là bức tường rộng, bức tường tốt có thể là bức tường vững, hay bức tường tốt có thể là bức tường cao, thì nhiều cách hiểu khác nhau. Và liệu cái cách chúng ta đang nói rằng là sản phẩm của giáo dục là những con người toàn diện thì nó cũng sẽ mỗi người hiểu là con người toàn diện một kiểu không ạ? Thế bây giờ một số người sẽ hiểu là toàn diện là phải thế này, một số người hiểu toàn diện thế kia. Liệu có thể có cái mục tiêu nó cụ thể hơn nữa được không ạ? Vâng, đúng là chúng ta đã hiểu cái mục tiêu giáo dục toàn diện nó chưa đúng. Vâng. Toàn diện trước hết là mình đang hiểu là mọi người toàn diện là giống nhau, đức trí thể mỹ ai cũng giống nhau cả. Nhưng mà đức trí thể mỹ đấy như thế nào thì chính là đức trí thể mỹ phải đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội. Mà như ta nói là những con người đó đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước ta bây giờ đang hiện đại hóa, công nghiệp hóa, phải phục vụ được yêu cầu đó thì con người toàn diện đáp ứng được yêu cầu đấy. Đấy là toàn diện. Nhưng mà trong toàn diện đó mỗi người cũng khác nhau, có người giỏi về cái này, có người giỏi về cái khác. Có người thì cũng cái năng lực của người ta đến mức độ nhất định thôi chứ không thể cao như tất cả mọi người bằng nhau. Cái cách mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu của giáo, mục đích của giáo dục như vậy thì tôi nghĩ là nếu mà nhìn ở góc độ tổng thể thì tôi cũng đồng tình thôi. Tức là mục đích của chúng ta là tạo ra những con người toàn diện, nhân văn, trung thực, yêu gia đình, yêu tổ quốc vân vân, thì tôi cho rằng là cái mục tiêu này không ai phản đối được cả. Nó rất là nó rất là phù quá hợp đúng. Với đúng, chỉ có điều là cái người ta cần mong muốn mà là làm rõ hơn. Ví dụ như là ở góc độ cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là nếu mà cho tôi được chọn cái mục tiêu giáo dục, mục đích giáo dục của cá nhân tôi chẳng hạn, hoặc là mục đích giáo dục của cái lớp học mà tôi có cơ hội được tham gia đứng lớp chẳng hạn, thì tôi cho rằng là mục đích của giáo dục là tạo ra con người khai minh. Con người, và chỉ có con người khai minh thì mới có thể có cái con người tự do. Nhưng mà thế nào là khai minh? Vì tôi thấy khai minh nghe cũng mông lung, chẳng kém gì là toàn diện. Vâng, nếu mà nói một cách nôm na, khai tức là mở, minh là sáng. Khai minh tức là mở ra cái ánh sáng, đưa cái ánh sáng vào trong cái con người. Mà theo cái lý thuyết giả định đó, thì mọi con người sinh ra đều tâm tối cả. Và vấn đề của giáo dục là mở ra cái sự tâm tối đó, đưa cái ánh sáng vào trong con người của mình. Và làm cho con người, cái đặc trưng của con người khai minh đó là người ta có khả năng minh định rất cao. Minh định là cái gì? Minh định tức là minh là sáng, định là xác định. Minh định là có thể xác định được một mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như phải minh định được ai là ai, cái gì là cái gì, và mình là ai. Ví dụ như minh định được ai là ai, ví dụ chẳng hạn như là ở trong cái giới doanh nhân thì người ta có thể minh định được ai là doanh nhân, ai là trọc phú, ai là con buôn. Ở trong cái giới thức giả thì người ta có thể minh định được là ai là trí thức, ai là trí ngủ, ai là trí giả và ai là trí gian. Ở trong cái giới ca sĩ người ta có thể phải minh định được là ai là ca sĩ, ai là nghệ sĩ, ai là thợ hát, vân vân. Hay là trong cái giới giáo dục thì người ta minh định được ai là người thầy và ai là thợ dạy. Tức là phân minh định được ai là ai. Còn cái tiếp theo là cái gì là cái gì, tức là người ta minh định được chân giả, thiện ác, chính tà, đúng sai, phải trái trong rất là nhiều vấn đề của cuộc sống, của công việc và thậm chí là của xã hội. Và đặc biệt là cái cuối cùng là minh định được mình là ai. Tôi cho rằng là trong tất cả mọi cái minh định ở đời này thì cái minh định khó nhất cái chỗ đó chính là minh định biết được mình là ai. Và một trong những dấu hiệu biểu hiện bên ngoài rõ nhất của một cái người có khả năng minh định đó là họ luôn luôn hoài nghi về sự hiểu biết của mình. Họ luôn luôn phản tỉnh với cái sự hiểu biết của mình. Và ví dụ họ nghĩ rằng như thế là đúng, liệu là thực sự có đúng không? Và cái sự phát triển về tư duy và nhận thức của họ là liên tục và không ngừng nghỉ. Và chỉ có cách đó thì chỉ có khai minh thì mới có khả năng minh định. Và chỉ có minh định mới có thể làm con người tự do. Vâng, xin cảm ơn. Và có một cái nhận xét của tôi là có vẻ như hai quan điểm đang cũng là tiệm cận
và bổ sung đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một phát hiện nữa của chương trình Chuyện Đương Thời. Một câu chuyện gần đây đã xảy ra và chúng ta hãy cùng xem là đã có những cái hệ quả như thế nào từ cái việc đặt ra những mục tiêu giáo dục sai lầm. Còn 3 ngày nữa, Trường, 20 tuổi, quê Nam Định, sẽ được xuất viện. Đây là đợt điều trị thứ 2 của em tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần. Em bị rối loạn cảm xúc do áp lực từ phía gia đình. Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm em thi vào cấp 3. Chính thì bố em bắt em thi trường chuyên. Mấy em thì được của em phải học trung bình rồi. Xong em thi cái trường thứ 2. Xong rồi về bố em thì cứ mắng em, bảo thế nọ đấy kia, mấy non chúng nó nọ đấy kia. Và em bảo là ôi đầu óc của em không có hạn vậy thôi, nên là không bằng được, nên là mới không cả. Nên bố em cứ chửi em. Bố mà thôi cứ cho đi học, là có mỗi một đứa con không cho ăn học ở nhà làm gì. Thế nhưng không biết là con, cái đầu trạng con học có hiểu hay không. Những dấu hiệu trầm cảm bắt đầu xuất hiện từ những năm lớp 11, khi lực học của trường kém hơn các bạn trong lớp. Bố mẹ đưa em đi điều trị tâm lý đợt đầu tiên. Tuy nhiên, đợt điều trị chưa kết thúc, bố lại ép em đi du học tại Nhật. Nó không muốn đi nhưng bố ép nó đi. Biết con như vậy rồi, tôi bảo là bây giờ đừng cho nó đi nữa. Làm sao đã cho cháu nó đi vì biết là cháu nó còn bé. Bảo rồi nhưng mà bố cứ quyết định cho đi, cháu vừa hồi phục tâm lý được một tháng thì cháu nó đi Nhật. Sau 2 tháng du học tại Nhật, Trường phải trở về Việt Nam và trở thành bệnh nhân nội trú tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần. Bố em thì muốn em phải bằng bạn đồng bè ấy. Em trở về thì chỉ muốn cái việc bắt buộc em cái gì. Bố thì làm quyền, bố nói mà mẹ nói thì không nghe. Có nghĩa thấy con người ta đi học cứ cho đi học cho toại nguyện, rồi không biết hậu quả ra như nào. Khi cháu đã ổn định trở lại thì cháu sẽ tách rời khỏi cuộc sống bình thường. Nên chúng tôi song hành với tái thính cộng đồng, nhưng tỷ lệ cũng cuối cùng là lan dài. Chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Đương Thời của Đài Truyền hình Việt Nam và đề tài ngày hôm nay là đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu. Chúng ta vừa theo dõi một câu chuyện phải nói là làm cho chúng tôi rất là trăn trở và suy nghĩ một câu chuyện có thật mà các phóng viên của chúng tôi đã ghi hình trong những ngày vừa qua khi chuẩn bị chương trình này. Và theo đồng chí Thứ trưởng thì là như vậy, là cái hệ quả của cái việc là xác định sai cái mục tiêu của việc học thì nó mang lại những cái điều gì ạ? Video clip vừa rồi thể hiện nó cũng cái tình trạng tương đối phổ biến hiện nay. Thế ạ? Là các bậc phụ huynh kỳ vọng vào con mình nhiều quá. Có người ta nói rằng kỳ vọng vào con mình vừa phải thôi, nhưng mà kỳ công vào con mình nhiều hơn. Kỳ công ở đây như chúng ta nói là làm sao mà giúp cho con mình nó ít phát huy cái năng lực, đáp ứng được cái nguyện vọng, nhu cầu của chính bản thân các em. Cũng có những tình trạng mà xã hội hiện nay đang dùng từ gọi là bệnh thành tích. Bệnh thành tích nó phổ biến ở trong xã hội chúng ta, trong tất cả các ngành, trong đó có ngành giáo dục. Thì chúng ta cũng đang phải hạn chế cái việc này. Thành tích là tốt, nhưng thành tích phải thật, thành tích phải đúng với cái bản chất của nó. Xin cảm ơn ý kiến rất thẳng thắn của Thứ trưởng. Và nhà nghiên cứu Giản Tích Trung thì có bình luận gì thêm về điều mà Thứ trưởng vừa chia sẻ không ạ? Cái bản chất thực sự của giáo dục á, thì nó không phải là học để hơn người khác, mà học để vượt qua chính mình. Học để mình lớn lên đúng không? Dạ, học để vượt qua chính mình. Tức là mình lớn lên mỗi ngày và mình chiến thắng bản thân mình một cách liên tục. Và cái đó là cái đích thực sự. Và cái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là mình vượt qua được chính mình, chứ không phải là mình hơn được người khác. Cũng giống như thay đổi cái thang đo của xã hội về tất cả mọi vấn đề khác. Thì cái đấy là vấn đề cái vai trò của cũng không của giáo dục, mà vai trò của cả cái nhà văn hóa. Giống như tôi nói là cha mẹ thực sự, một cha mẹ đúng nghĩa mà thương con thực sự, mà thương con trong sự hiểu biết, trong sự khai minh là gì? Đó là hãy giúp con trở thành chính nó, chứ đừng có biến con mình trở thành chính mình. Và con mình không phải là một công cụ để thực hiện những điều mà mình muốn, mà hãy giúp con có đủ hiểu biết để tự do lựa chọn và tự do quyết định đời mình. Cảm ơn anh Giản Tư Trung. Và cũng xin hỏi Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ấy, là theo đồng chí thì thấy là cái việc mà liệu thay đổi cái nhận thức đi, tạo ra một sự giá trị mới, thì cái đề án lần này nó có nhằm giải quyết, có thể giải quyết được cái điều đấy không, thưa đồng chí Thứ trưởng? Cái này phải có một cái sự nhận thức chung. Trong đó giáo dục cũng góp phần vào cái việc này. Chính là chúng ta phải xác định, một là xác định mục tiêu, mục đích của giáo dục cho đúng. Thứ hai là chúng ta phải rèn luyện cho các em học sinh biết tự mình xác định cái giá trị của bản thân, biết nhận thức được đúng những cái giá trị của xã hội để mình phấn đấu theo đó. Vâng.
cái việc mà xác định đúng mục tiêu, mục đích tôi nghĩ là rất là quan trọng rồi. Thế nhưng mà sau đó tôi sợ rằng là nếu mà không thay đổi hẳn cái tư duy trong đầu đi, tạo ra một cái giá trị mới đi, thì người ta sẽ nói là ồ, mọi thứ vẫn là như thế, nó chỉ khoác thêm cái áo đẹp. Thì trong cái đề án lần này thì Bộ có làm sao để mà tạo ra một cái thay đổi thật sự không ạ? Hay là để tránh được cái bệnh gọi là hình thức của cái sự thay đổi ạ? Chính đề án đổi mới giáo dục lần này cũng đề xuất là không riêng trong giáo dục mà trong xã hội phải khắc phục cái bệnh thành tích, bệnh mà coi trọng xính bằng cấp. Chính là mình đặt ra những cái tiêu chuẩn tiêu chí, chính là mình đặt ra những cái cách thức để mình đánh giá. Đặt lại tiêu chuẩn tiêu chí đúng không ạ? Và kể cả cách thức đánh giá. Thí dụ mình muốn tuyển giáo viên tốt, nhưng thế nào là giáo viên tốt? Làm thế nào để xác định được đây là tốt, đây là không tốt? Thế thì ai sẽ là người đưa ra tiêu chuẩn tiêu chí đó ạ? Cái đó có tùy theo từng ngành, từng cấp mà đặt ra cái việc đấy. Thí dụ quy định về tuyển dụng giáo viên, quy định về tuyển dụng cán bộ công chức, việc đó phải ngành nội vụ trước hết. Ngay trong giáo dục cũng có ảnh hưởng của việc này. Thí dụ quay lại cái chuyện điểm số, tôi nói mình đánh giá nhưng mà mình lại đánh giá nhìn vào điểm số thôi, trong khi chính điểm số đấy cũng không phản ánh đúng rồi. Thì mình phải thay đổi rất nhiều thứ. Vấn đề thì cấp thiết nhưng mà có làm ngay được hay không thì lại là chuyện khác. Chúng ta biết rằng muốn chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái khác nó cũng cần phải có thời gian. Vâng, không một sớm một chiều nhưng chắc chắn là phải làm, và nếu chúng ta cứ kêu ca mãi thì cũng chả mang lại cái gì. Không kêu ca mà bây giờ phải bắt tay vào làm. Thay vì đó là ủng hộ cho Bộ để làm đúng không ạ? Vậy thì đây là cái diễn đàn rất là tốt để có thể tạo ra cái lòng tin của người dân vào trong những cái đề án mới về cải cách, về đổi mới căn bản và toàn diện. Thì đồng chí có thể tóm lại là một cái thay đổi quan trọng nhất về tư duy trong giáo dục là gì? Nói thế thì nó khó, phải nói được lĩnh vực nào. Thế còn chuyển từ cái gì sang cái gì thì có thể nói có mấy cái chuyển này quan trọng. Chuyển thứ nhất là mình chuyển từ cái nền giáo dục mà chủ yếu đang coi trọng trang bị kiến thức cho người học sang phát triển cái năng lực của người học. Chúng ta cũng phải chuyển cái nền giáo dục của ta từ một cái hệ thống giáo dục nó khép kín sang một cái hệ thống giáo dục mở. Bây giờ là phải học trong nhà trường, học ngoài xã hội, học ở gia đình, và học rồi, tốt nghiệp rồi thì phải học tập suốt đời. Quay trở lại câu hỏi là vậy thì với cái đề án đổi mới dục này thì cái điều mà mỗi một người chúng ta có thể làm được là cái gì? Tôi nghĩ điều đấy rất là quan trọng. Thì anh Giản Tiến Trung có thể chia sẻ. Tôi nghĩ rằng là nếu mà giả sử mình nói rằng là đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu thì chúng ta nói rồi. Bây giờ mình làm rõ cái đích đến của giáo dục rồi thì bây giờ là ai là người thực hiện nó? Thì tôi cho rằng là trong cái một cái hệ thống giáo dục của bất cứ một quốc gia nào đều có năm chủ thể. Và trong năm chủ thể đó thì tôi có thể kể tên chủ thể đầu tiên là nhà nước. Chủ thể thứ hai là nhà trường. Chủ thể thứ ba là nhà giáo. Chủ thể thứ tư là gia đình. Và chủ thể thứ năm là người học. Và mỗi người đều có cái phần việc của mình ở trong đấy. Tôi không tin rằng là nếu nhà nước có làm tốt công việc của mình đi chăng nữa, nhưng mà bốn chủ thể còn lại không làm tốt công việc của mình á, thì giáo dục cũng không thể đổi mới. Vậy thì vai trò của nhà nước trong cái giáo dục là gì? Và nhà nước được làm gì, phải làm gì và không được làm gì? Và đối với nhà trường, vậy nhà trường sẽ được làm gì, phải làm gì và không được làm gì? Và đến lượt nhà giáo cũng trả lời câu hỏi đó. Và nhà giáo được quyền làm gì và không ai có được ngăn cấm cái quyền của nhà giáo? Và đối với gia đình cũng vậy, vai trò của gia đình đối với giáo dục là gì? Gia đình có một cái vai trò cực kỳ quan trọng đối với giáo dục trẻ con. Và đặc biệt cuối cùng, chủ thể mà theo tôi là linh hồn của nền giáo dục, và ba chủ thể chia chỉ xoay quanh cái chủ thể thứ năm này thôi, là người học. Đó là người học. Sẽ mất khoảng vài ba chục năm để hoàn thành một cuộc cách mạng về giáo dục theo đúng nghĩa của nó. Nhưng một cuộc cách mạng về sự học có thể bắt đầu ngay bây giờ, bắt đầu ngay đêm nay, bắt đầu ngay ngày mai, bắt đầu với mỗi một người. Bởi vì cái cuộc cách mạng về sự học là gì? Đó là một cuộc cách mạng của mình, do mình và vì mình. Và cuộc cách mạng đó sẽ chuyển từ một cái thứ, một cái hư học sang thực học. Một cái giáo dục mà để mà mình cuối cùng mình sẽ tự quyết định mình là mình muốn trở thành một con người công cụ hay một con người khai minh. Và mình học để trong lấy điểm, lấy bằng, để làm đẹp lòng cha mẹ, đẹp với bạn bè, hay là mình học để trở thành một con người mà mình mong muốn trong sự hiểu biết của mình. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyền được làm ra chính mình là một cái quyền thiêng liêng và ông trời đã ban cho mình. Mình đừng để cái quyền đó, đừng có để bất cứ ai, bất cứ một thế lực nào tước đi cái quyền đó của mình. Và mình phải chịu trách nhiệm về cái điều đấy đầu tiên đó. Chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Tức là cái quyền được làm ra chính mình. Và nhà nước, nhà trường, nhà giáo và gia đình
là những cái chất xúc tác để giúp cho cái quá trình tự làm ra chính mình của người học, tự khai sáng chính mình, tự mình lựa chọn những cái nghề nghiệp, công việc và những cái vấn đề sau này. Và thậm chí là đối với những cái sinh viên ưu tú hoặc những học sinh ưu tú thì còn phải còn nghĩ xa hơn nữa. Đó là không để cho xã hội này làm ra mình, mà mình phải là người làm ra cái xã hội này. Đó là cái tâm thế của những người trẻ mà nếu như dám cho mình là một lực lượng ưu tú. Và là những người chủ tương lai của đất nước, đúng không ạ? Vâng. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Giản Thị Trung. Vâng, và đồng chí Thứ trưởng, thì đồng chí có thể chia sẻ thêm thông điệp cho mỗi một người khi xem chương trình của chúng ta thì họ sẽ nên có những cái thay đổi như thế nào, còn bắt đầu từ đâu? Tôi muốn nói cũng đồng tình với anh Trung rằng là anh Trung nói thì nó rộng, nó trừu tượng. Tôi nói cụ thể vào trong ngành giáo dục. Bây giờ giáo dục chính là chúng ta không phải là quá trình đi dạy học như quan niệm, mà mình hãy biến giáo dục chính là quá trình tự học mà có hướng dẫn của người thầy. Người thầy giữ vai trò chủ đạo, hướng dẫn, hướng đích và tạo cảm hứng nữa. Ban nãy có một em có ý kiến là cần phải tạo cảm hứng. Em có ý kiến rất là hay. Để chính các em học sinh chiếm lĩnh được tri thức. Và chính chiếm lĩnh tri thức đó nó bồi dưỡng cái hứng thú học sinh. Mình đạt được cái gì thì mình sẽ hứng thú theo cái đó. Một phần khác nữa là chính môi trường, gia đình, xã hội, chính người thầy, cô giáo, chính các nhà trường phải tạo môi trường cho các em hoạt động. Các em không phải chỉ có trong bức tường nhà trường mà được hoạt động gắn mình với xã hội. Và chính trong quá trình hoạt động đó tự các em rèn luyện và tự mình trưởng thành. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển. Và xin cảm ơn ý kiến của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, nhà nghiên cứu giáo dục Giản Thị Trung. Và thưa quý vị các bạn, thông điệp của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy xác định rõ mục tiêu và biết là mình đang làm gì để đạt được tới mục tiêu đó. Xin chúc quý vị các bạn sẽ thành công trong công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cho các chương trình sau ạ.